năm 1979 dấu hiệu ra đời. Thì lúc đó cơ vận nó chưa có chuyển, nhưng mà Kiệt là người trong cơ vận. Mình không phải là đại đội trưởng của cái đoàn lính Navy SEAL nhảy dù nghe. Mình không phải là người, Đức Thầy mới là người. Thì cơ vận chưa có đến lúc, Kiệt chưa có dám lộ cơ. Lúc mà cha bắt đầu thấy cơ trời mà chuyển mạnh rồi đó, năm 2017, ngày 16 tháng 3 năm 2017, đúng ngày đó cha mẹ và tất cả rồng phụng bay đầy trên núi Thiên Long Sơn, thì hội đồng chư Phật thượng đế đọc thánh chỉ ban ra cái đạo này. Kiệt thì là người thừa lệnh là quỳ xuống dưới chân để mà nhận chiếu chỉ. Khi mà một cái đạo ra đời, bất cứ người nào lỗi lạc nhất thế gian, giỏi như kiểu sư cô Bùi Thượng Sư hay là ông Lý Hồng Chí, tất cả những người mà giỏi về đạo, cả những mấy thầy luôn, cũng chẳng ai dám lập cái đạo nếu không có lệnh của thượng đế, nếu không có Thiên Long Bát Bộ gia hộ, nếu không có hội đồng chư Phật approve. Mình đừng có nghĩ là mấy vị vô hình, là mấy vị không có phải là không biết, mấy vị phải đồng ý thì cái đạo mới ra được. Còn một người nào mà ngang nhiên mà ra cái đạo, nó cũng giống như là mình nói gì ta, không phải dễ ra cái đạo. Thì là ngày 16 tháng 3 năm 2017 đạo ra đời, được 36 tầng trời gia hộ, cả thiện thần, thần thế gian là địa tiên, những vị thần thổ hành tiên, rồi tiên cao tiên thấp, nhiều loại tiên lắm nha, rồi Bồ Tát thấp Bồ Tát cao, thánh thấp thánh cao, rồi Phật nhỏ Phật lớn, rồi tất cả bên Công giáo, mấy ông angel có cánh cũng là gia hộ cái đạo. Thì cho nên cái đạo này bây giờ ai mà có đại nạn gì khủng khiếp cỡ nào, bác sĩ chạy mà đeo vô cổ, cái cơ hội còn được 50%. Ung thư kiểu nào hay là Covid, đã qua cái mùa Covid cứu miết bao nhiêu người, cũng có dấu hiệu này. Huống hồ chi mình nói ba mấy triệu người bị Covid, bị bệnh tật bữa giờ chết, nghĩ dòng hồn họ ở đâu? Chị không xây được cái tháp ở Phú Quốc để mà rước họ vô, thì họ bay tùm lum hết, họ đi về nhà, họ đi đủ chỗ hết, chỗ nào mà không có Phật thì chỗ đó là có họ, họ kéo mình á. Khi đeo cái này đi nghĩa địa hay là đi nhà hoàng của mấy người thân bà con rồi đó, thì mấy con ma nó cũng nể hết tám phần. Đeo này là mình về nhà mình không có bị ớn lạnh hay là bị âm dâm nó theo. Còn thí dụ hình ông bà mình ở chùa, mỗi lần mình vô chùa mình lại ông bà mình, nhưng mà mấy con dâm kế bên nó cũng nhảy vô cái bóp mình, nó ngồi đi về nhà mình á, nó bóp đẹp chui vô mình xách nó về. Thì cảm ơn, là cảm ơn ai, là cảm ơn thượng đế là đúng nhất. Cha thương chúng ta, cha không có vũ sổ trái đất mình, cha cho cái đạo là để thanh lọc thiền bát nhã. Chị không có gì để mà nhận ơn này hết, chị nói thật trên mạng, chị chỉ là người con thương chúng sanh mới nhảy xuống đây, không muốn sống cảnh sung sướng trên trời tầng trời, mới mang xác phàm chịu bao nhiêu cực khổ đau đớn, thì mới hôm nay nói ra tiếng người, và đồng thời được lệnh của bề trên để mà nói ra những cái sự thật mà cái thế gian này á, bị bịt mắt bịt tai bởi những con cháu của ma quỷ lúc mà thời Phật Thích Ca nhập diệt nó hầm á, là kiểu phải nói thật, họ không phải là thầy, đa số họ là Atula mặc áo vàng tạo tóc đa số nha. Thì coi cốt thì biết mà, từ ông
Cho nên ông nào ông nấy là mê gái, ông mê gái mê trai BD á, nhiều lắm. Cho nên đừng có tưởng ông nào mà đẹp trai mà không phải BD, cộng lại á, là ngon là ngọt á, thì một khóa huấn luyện là ai mà không nói ngon ngọt. Việc lên đài hôm nay nói 204 cái clip, mỗi clip 3-4 tiếng đồng hồ. Kiệt nói thật, chưa từng ai dạy Kiệt nói một câu. Tự học mỗi ngày, tự học tự học. Từ lúc clip đầu tiên ra tới giờ tiếng Việt cũng bập bẹ, lớp 4 mà. Rồi không biết ca. Gần đây mấy vị nói con phải giao duyên khắp hết mọi tầng lớp xã hội. Những cái người hiểu con là đã hiểu con, đã thương con là đã thương con. Còn có những cái người mà người muốn thiện cảm với con mà để nghe con giảng pháp á, để nghe con nói chuyện sự thật á, mình nói chuyện sự thật là chuyện đạo á, để họ quay đầu á, thì mình mới dùng những cái phương tiện khác. Miễn vì sao? Để đưa hết tất cả những người hạ căn và thượng căn đi về gặp mặt cha mẹ và sống một cái gia đình sum họp ở trên thiên đàng. Đó là mục đích cuối cùng của Thiên Tấn Kiệt này. Ngoài ra không có mục đích gì khác ngoài mục đích đó. Không có mong giàu sang thế gian nữa. Có nhiêu tiền cũng cho hết. Kéo mọi người về. Chúng ta đang lặn hụp giống như chiếc thuyền nó bị bể. Giống như nói là có cá sấu, cá mập đồ nó cắn từng người. Kiệt lùa lẹ lên chừng nào thì được cha thương khen chừng đó. Trong lúc này hiện giờ nước Việt sẽ có nhiều người chết trong những ngày kế tiếp, thế giới sẽ có nhiều người, nhiều cái chuyện nữa. Đến khi mà cùng cực rồi vậy đó thì Đức Thầy mới xuất hiện, lúc đó mọi chuyện nó sẽ ổn định trở lại. Còn ngày nào mà quý vị chưa thấy Đức Huỳnh Phú Sổ mà xuất hiện á, đừng có hòng mà nước Việt yên. Bây giờ là nhà cửa bán được nghe, bữa nay nhà thương nhắc cửa đóng nha, ngày mốt siêu thị đóng nha, ngày bữa nọ nữa là dài ba trận nữa thôi là thuốc men bệnh tật nổi đầy luôn, rồi đói nữa. Bây giờ thì mình chưa thấy, đừng nói anh chi săn nhất hãy mở nổ súng Biển Đông cái là săn nhất nó không có chuyển vô kịp nữa, là xe cộ là ai ở đâu ở đó, cái máy cày cũng không có xăng để mà chạy nữa thì làm sao mà ra lúa. Ok rồi, ghi nhận, cảm ơn chị khen tặng dấu thiên tâm. Dấu thiên tâm này ở trên đó có nhiều người á, người ta không có ưa cái dấu này là vì ma quỷ nó đi lúc nào cũng đi ngược lại với Phật, với Thượng Đế. Nó tìm mọi cái lỗi nhỏ lỗi lớn. Quý vị có tưởng tượng ở trên đó là trên trời đã đeo dấu này rồi, 79 năm 79 người ta đã làm dấu này rồi, nó nói thằng Kiệt là quỷ, thì nó Kiệt là quỷ, cho nên để trái tim á không có giống như trong cái người của mình. Nó có nghĩa trái tim trong người của mình là đi xuống phải không? Trong khi trong cuốn kinh mình có nói tâm bình đẳng hướng thượng, thì cái trái tim này á, nó là đi lên để mình hướng thượng, là cái tâm mình lúc nào á, mình có bận rộn kiểu nào, mình có khổ kiểu nào, có vô bị supervisor hay bị chồng nó quậu dễ chửi, nhưng mà mình là con người hướng thượng, mình cũng không có nóng nảy đột xuất, và mình cũng có một tâm hồn cao thượng, thì mình không có chấp cái người kia đang ở cái bực tức emotional trong lúc đó, thì là trái tim hướng thượng vậy mà cũng bị chủ. Cái mình mới nhiều người comment nói đó, cái này kiếm Đức Thầy hỏi ngày xưa ngày ra cái này, Thượng Đế ra cái này, kiếm mấy vị hỏi đi, thì chỉ biết làm sao làm y như vậy thôi.